Dưa hấu, bí ngô hay thậm chí cả khoai lang vốn là những cây được trồng lan trên mặt đất thì ngày nay đều có thể trồng bằng phương pháp mới cho leo giàn. Nhìn những quả bí ngô to sai chĩu lủng lẳng hẳn ai cũng cảm thấy thích thú. Việc đưa những giống cây lan trồng lên trên giàn không khó, có điều sẽ phát sinh thêm chi phí làm giàn. Với những cây cho trái lớn như bí đỏ, giàn cần phải tương đối kiên cố để tránh đổ sập. Tuy phải đầu tư thêm giàn nhưng hiệu quả mang lại lớn hơn rất nhiều. Vì nằm trên cao, cách mặt đất, không gian thông thoáng, thân lá và trái đều phát triển rất khỏe mạnh, tránh được nguy cơ bị nhiễm nấm, vi khuẩn hay bị sâu bệnh côn trùng xâm hại. Trồng trên giàn, những trái bí không bị thân lá che khuất mà lộ hẳn ra nên dễ dàng kiểm soát và thu hoạch. Việc tưới tiêu và chăm sóc vào gốc cây cũng dễ dàng và thuận tiện hơn hẳn. Không gian bên dưới có thể được tận dụng trồng những cây gơ bóng khác khiến cho đất đai có thể được sử dụng hiệu quả tối đa. Ở Việt Nam, mô hình trồng bí trên giàn đã được nông dân một số địa phương áp dụng thử với giống bí ngồi cỡ nhỏ rất thành công. Ở Vĩnh Phúc, trồng bí ngồi trên giàn, mật độ trồng có thể tăng lên gấp đôi so với trồng lan truyền thống, đạt 500 cây mỗi sào và năng suất đạt khoảng 1,5 tấn mỗi sào. Ở Huế, với vị trí địa lý đặc biệt, hàng năm lượng mưa trung bình đều vượt quá 2.600mm, mưa diễn ra 200-220 ngày ở vùng núi, 150-170 ngày tại đồng bằng Duyên Hải, có tháng ròng rã 16-24 ngày. Với điều kiện mưa ẩm như vậy, phương pháp này lại càng cho thấy hiệu quả vượt trội. Những giống cây mọng lan được cho leo giàn đã rất độc đáo, tuy nhiên độc đáo hơn khi khoai lang cũng có thể trồng leo giàn. Vì những giàn khoai lang cực khủng được trồng theo phương pháp thủy canh vốn đã được thử nghiệm thành công ở nhiều nơi. Kỹ thuật này cho ra các chùm khoai rất sai và chắc quả, đồng thời giàn khoai lang còn có thể giúp không gian sân vườn luôn xanh tươi và mát mẻ. Cách trồng cũng rất đơn giản giống như phương pháp trồng truyền thống, có điều thay vì để khoai tự ý lan trên mặt đất, dây được vắt lên giàn. Gốc của cây khoai lang tập trung ở phía dưới, trong khi trên giàn, quanh vị trí có nhiều chùm rễ ở thân và nhánh khoai. Hãy đặt các bồn hoặc chậu thủy canh nhỏ. Lúc thu hoạch, thay vì phải cắt bỏ thân khoai và cuốc đất đào củ, chỉ cần hạ bồn và cắt lấy củ. Thu hoạch kiểu này rất tiện lợi và không ảnh hưởng gì đến toàn bộ thân cây như cách trồng truyền thống, bởi vậy vẫn có thể tiếp tục giữ phần thân và tiếp tục ươm rễ, chăm sóc và thu hoạch đợt tiếp theo. Mỗi gốc khoai lang như vậy có tuổi thọ trung bình từ 3 đến 5 năm và cho năng suất cực kỳ ấn tượng lên tới khoảng 1 tấn củ. Với phương pháp trồng thủy canh tiên tiến, rễ cây hấp thụ tối đa dung dịch thủy canh và nước, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho cây phát triển, do đó củ khoai chắc và ngọt hơn nhiều. Hơn nữa, sản lượng khoai thu hoạch lại luôn cao hơn phương pháp truyền thống, thông thường khoảng 40-50%.